Hiện tại, Bình Dương đang tăng tốc lấy mẫu và test SARS-CoV-2 cho gần 2 triệu người dân, trong đó quét đi quét lại tại vùng tâm dịch. Đó là một khối lượng công việc khổng lồ với hệ thống y tế tại đây. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là phải lấy mẫu nhanh, ra kết quả sớm để có thể ứng phó kịp thời. Và Bình Dương đang làm mọi biện pháp để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả. Bệnh viện Đa khoa thành phố Thuận An, nơi đặt phòng xét nghiệm cho cả một khu vực có mật độ F0 dày nhất ở Bình Dương. Máy móc hiện đại, đầy đủ. Nhưng có thời điểm phải 3 ngày sau khi lấy mẫu, phòng xét nghiệm này mới trả kết quả. Nguyên nhân quan trọng nhất là các đơn vị lấy mẫu chuyển tới nhưng không gửi kèm theo danh sách những người lấy mẫu để khớp với kết quả. Sau khi kiểm tra, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bình Dương khẳng định việc chậm trả kết quả trước hết là do nể nang, không yêu cầu nghiêm ngặt các đoàn lấy mẫu nhập dữ liệu kịp thời theo quy định đã đặt ra. Thì ông phải gửi cho tôi cái file trong phần mềm. Và cái thứ hai là cái file này. Đấy. Thế và trong vòng 2 tiếng, ông phải gửi cho tôi cái đấy tôi mới làm. Chị cứ trả lại mẫu một lần. Không làm thì chỗ đây sẽ làm ngay. Đúng rồi, giống như chỗ khác ở trên CC đấy. Đấy là như vậy. Bởi vì khi mình không dám, mình không cương quyết thì cứ cái câu chuyện này nó cứ diễn ra mãi. Cũng theo Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bình Dương, hiện tại hệ thống máy móc thiết bị tại đây đã tương đối đầy đủ. Mọi sự chậm trễ trong công tác xét nghiệm đều có nguyên nhân từ hệ thống và quy trình vận hành. Tuy nhiên, Tổ công tác kiên quyết áp dụng quy trình đã vận hành thành công tại Bắc Giang và khẳng định nếu áp dụng đúng, Bình Dương sẽ trở thành tỉnh có tốc độ xét nghiệm và trả kết quả nhanh nhất cả nước trong thời gian tới.